Miếng cá hồi hoàn hảo này có thể được cho là đến từ tự nhiên hoặc từ một trang trại nuôi cá, nhưng nó được tạo ra từ một ít tế bào cá hồi và được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm tại trụ sở Wild Type ở miền Bắc California. Chúng tôi nghĩ ra cách để tạo ra các tế bào cá hồi và chúng tôi kết hợp nó với một khung thực vật giúp cung cấp cho các tế bào cấu trúc phù hợp với một số hình dạng mà bạn quen thuộc. Mục đích là để bổ sung nguồn cung cá hồi hiện đang giảm nhanh trong bối cảnh nhu cầu tăng cao. Cho nên ý tưởng của chúng tôi là hãy cung cấp cho họ một lựa chọn khác mà không gây thêm áp lực lên ngành đánh bắt cá hoặc tiếp tục dựa vào cá nuôi. Trong khi đó, tại Upside Foods gần đó, các cuộc đánh giá mùi vị đang được tiến hành đối với những miếng thịt gà này được nuôi cấy từ tế bào gà. Vẻ ngoài và ngay cả hương vị của chúng giống như thịt gà. Wow, that is chicken. Đó là thịt thật được nuôi cấy trực tiếp từ tế bào động vật, cho nên bạn không cần phải nuôi hoặc giết mổ động vật mà bạn vẫn có thể có món thịt mà tất cả chúng ta đều yêu thích. Khi dân số thế giới ngày càng tăng, nhu cầu tiêu thụ thịt và hải sản tăng cũng đang tác động đến môi trường. Tác động tổng thể của khí nhà kính, đất đai, nguồn nước chưa nói đến hàng tỷ động vật bị giết mổ mỗi năm để lấy thịt. Cho nên Chúng tôi rất phấn khởi khi thịt nuôi cấy cung cấp một sự thay thế tốt hơn, giúp mọi người có được loại thịt yêu thích mà không gây tác động. Ngoài các loại thực phẩm nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, một số công ty đang tạo ra các loại thực phẩm chay thay thế thực phẩm truyền thống như trứng và thịt sông khói. My Bacon là một loại thay thế ngon lành cho thịt ba chỉ hun khói, bắt chước kết cấu hương vị và độ giòn mà bạn nhận được từ thịt ba chỉ hun khói, nhưng sử dụng 100% sợi nấm nguyên chất để làm điều đó. Ricardo San Martin, người điều hành phòng thí nghiệm thịt thay thế tại Đại học UC Berkeley cho biết, việc đưa các sản phẩm dựa trên tế bào ra thị trường đại chúng có thể khó sớm trở thành hiện thực. Mở rộng quy mô chỉ từ các tế bào để sản xuất thịt là điều không khả thi. Chúng ta cần biết điều này có giá cả ra sao, liệu đây sẽ là một giải pháp cho tất cả mọi người hay chỉ cho giới tự lưu. Các công ty thịt thay thế thừa nhận rằng khái niệm của họ vẫn đang được hoàn thiện. Hãy tạo ra sản phẩm tuyệt vời đầu tiên có thể cho thấy những gì có thể làm được với công nghệ này, và sau đó hãy tìm mọi cách có thể để mở rộng quy mô và làm cho nó có giá cả phải chăng và dễ tiếp cận nhất có thể. Đó hoàn toàn vẫn còn trong tiến trình. Sẽ mất nhiều năm để chúng tôi thực sự phát triển cơ sở hạ tầng để cung cấp đủ thịt cho mọi người. Tiến trình này tuy diễn ra chậm, nhưng một ngày nào đó có thể thay đổi cách chúng ta ăn uống.